Cuộc sống thì luôn bắt chúng ta sẽ phải lựa chọn có nên làm hay không nên làm. Quyết định là phải đi ra đấy cho bằng được để gặp bé. Bà ơi, bà có nhận ra ai không bà ơi? Mình phải đi cứu em bé thôi chứ tự nhiên em bé đang còn sống như vậy là chôn sống là không có được. Lúc đó là em mới 16 tuổi. Lòng tốt thì giống như là nguồn sáng mà bất kỳ ai trong số chúng ta cũng có thể cảm nhận được. Quý vị thân mến, mùa xuân là mùa của trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi, mùa của đoàn tụ và là mùa của những yêu thương lan tỏa. Ngày hôm nay, tiêu điểm của Chuyển động 24 giờ sẽ dành thời gian để kể cho quý vị nghe những câu chuyện về sự kỳ diệu của lòng tốt. Sự kỳ diệu ấy đã khiến hồi sinh những phận đời, mang đến một cuộc sống mới cho những em nhỏ, để mỗi một mùa xuân mới lại đến chính là một mùa yêu thương. Thưa quý vị, có lẽ là quý vị vẫn còn nhớ hình ảnh này ạ. Vào những ngày mùa đông của năm trước, một đoạn video về em bé không quần áo, ngồi co ro giữa giá lạnh tại Mường Lát, Thanh Hóa đã khiến cho biết bao người xúc động. Ngay sau khi xem đoạn video này, có một cặp vợ chồng ở thành phố Hồ Chí Minh đã gạt hết công việc bận bịu ngày cuối năm, tức tốc lên đường đến với Mường Lát, Thanh Hóa để nhận em bé đó về nuôi và chữa trị đôi chân bị liệt. Tấm lòng nhân ái của họ khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng. Mùa đông năm trước, hình ảnh đứa bé nhỏ xíu, chân chuồng bị liệt hai chân, ngồi trên nền đất giữa thời tiết giá lạnh của vùng cao Mường Lát, Thanh Hóa, được đưa lên Facebook làm thổn thức bao trái tim của người Việt với hàng chục ngàn lượt chia sẻ. Cách đó hàng ngàn cây số, vợ chồng anh Tín, chị Phương, với hai đứa con lanh lợi và một mầm sống sắp chào đời, đã quyết định đến tận nơi nhận bé Vàng Thị Vàng về nuôi, tìm lại đôi chân cho cô bé. Pàng 6 tuổi mà nhỏ xíu như trẻ lên 3. Bé Pàng đã phải nhập viện để điều trị vì em bị trĩ, hai thận ứ nước, viêm đường tiểu nặng, viêm đường máu nhẹ. Vậy mà cô bé đối diện với nỗi đau bằng nụ cười thường trực. Vui quá đây luôn nha. Đúng không? Giọng cười cũng giòn lắm chứ không? Một tháng sau hành trình của tình người năm đó, chương trình Việc Tử Tế đã trở thành chiếc cầu nối thực hiện một cuộc gặp gỡ từ gia đình mới ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh tới gia đình của Pàng ở Mường Lát, Thanh Hóa qua màn hình điện thoại. Thật chặt ạ, và sẽ có một điều bất ngờ đến với cả gia đình mình. Một, hai, ba. Xin mời mọi người mở mắt. Xin chào. Xin chào. Chào ông bà ạ. Ông bà ơi. Em chào anh chị. Ai vậy? Ba. Ba ơi, cô nhân ơi, ba ơi. Giao. Tông hao. Ba có nhớ bây giờ có lúc có bạn nhớ mấy chị lắm, mấy bữa bạn khỏe là bạn lên thăm về thăm mấy chị nha, đừng có buồn nha. Đến nay thì cũng đã tròn một năm bé Vàng Thị Vàng về với gia đình mới ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong suốt một năm ấy, chúng tôi vẫn luôn theo dõi từng bước đi của em. Bé Vàng hàng ngày được đi điều trị, được chăm sóc sức khỏe ở các trung tâm trị liệu. Và giờ đây thì em đã có thể bước đi những bước đi chập chững đầu tiên. Em rất là thích hát và vui đùa cùng với mọi người. Có thể nói là cô bé ấy đã được hồi sinh, được sống thêm một lần nữa trong đời. Bởi giờ đây em đã có một gia đình mới. Và Thụy Vân muốn khoe với quý vị bức ảnh này ạ. Một bức ảnh tôi đã chụp trong gala Việc Tử Tế mùa xuân Kỷ Hợi vừa rồi. Và rất là bất ngờ khi mà gặp bé Pàng với một cô bé hồn nhiên đáng yêu và hay đùa nữa. Trong gala Việc Tử Tế của mùa xuân năm Kỷ Hợi thì chúng ta còn có nhiều những cuộc gặp gỡ bất ngờ dành cho bé Pàng cùng với gia đình của mình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đến nay tròn một năm,
Bàng đã có giấy khai sinh trong gia đình mới thì cả bà nội và bà ngoại đều là những người yêu thương em hết mực. Cũng chính hai bà đã cùng Bàng ra Hà Nội tham dự gala về tử tế năm 2019. Và bây giờ thì xin được mời người thân của bé Bàng tại Mường Lát, Thanh Hóa, trong đó có bà của Bàng với các anh chị em của Bàng lên sân khấu ạ. Ai đây con? Ai đây con? Ai đây con? Bà ơi, bà có nhận ra ai không bà ơi? Ra với em của mình đi con ra với em của mình đi, ôm em của mình đi con. Hồi nãy mẹ cho nên lúc tôi nên lúc ít thở nên rằng gấu tôi thở ha nên lúc giờ ha nên mang ra được ôm mẹ cho ôm mẹ cho cháu mà rồi xa nó khó mẹ cho à. Bây giờ thì Bàng cũng đi tìm được bố mẹ rồi. Bây giờ là Bàng cũng lớn rồi, cũng đi ăn gái rồi. Thì nếu mà ở với bà thì chả biết thế nào đến bây giờ á. Và nó thế. Con cái mình, cháu mình được cái gì thì bé Bàng sẽ được cái đó và sẽ có một cái gọi là tuyệt đối luôn để mà lo cho bé Bàng. Lòng tốt thì luôn lan tỏa. 10 năm, 20 năm nữa, Bàng sẽ quay trở lại, giúp ích cho gia đình và bản làng còn nghèo khó của mình, giống như cách mà anh Tín, chị Phương đã cưu mang bé. Những phút giây rất hạnh phúc phải không thưa quý vị? Người ta thì vẫn thường ví trẻ em như những thiên thần, và mỗi một em bé được sinh ra chính là những thiên thần, những thiên sứ lạc xuống trần gian. Ấy thế mà tại những vùng núi khó khăn của Tây Nguyên, hủ tục mẹ mất chôn theo con vẫn là những nỗi đau đầy ám ảnh. Không chấp nhận hủ tục ấy, Iben, một cô gái trẻ bằng trái tim nhân hậu, đã đi ngược với số đông. Bằng sự kỳ diệu của lòng tốt, giờ đây mỗi một mùa xuân tới, các con lại được từng ngày lớn khôn, trưởng thành bên cạnh mẹ Iben và mái ấm nhỏ bé của chính mình. Mai bữa năm người, mai bữa luôn ở đẹp. Mẹ ba năm tớ đi. Khi mà cất lên tiếng hát đó, mong các con ngủ ngon này, lớn lên trưởng thành như bao người khác. Tiền bạc, vật chất ai cũng cần hết, nhưng mà con người thì không thể kiếm ra được. Hai đứa con thực sự mà không phải là dòng máu của em, nhưng mà em thương hai con rất là nhiều. Tây Nguyên, miền đất của nắng và gió, cũng là nơi một câu chuyện về lòng tốt hệt như cổ tích được bắt đầu. Thứ bảy ngày hôm đó là người mẹ đã sinh ra em bé, nhưng mà không may mắn là người mẹ đã chết. Phong tục của họ là khi mẹ chết là phải giết cả con. Như vậy là kêu mẹ ơi, mình phải đi cứu em bé thôi, chứ tự nhiên em bé đang còn sống như vậy là chôn sống là không có được. Bằng tất cả mọi cách gia đình nuôi em bé về. Lúc đó là em mới 16 tuổi. Gia đình không mấy khá giả, cô gái trẻ phải làm đủ mọi việc để có tiền nuôi con. Từ dệt vải, đi móc mũ cao su, đến chăn bò nuôi heo. Đến 2014, Iben lại quyết định nhận nuôi thêm một em bé bị vứt ngoài nghĩa địa. Y xong có thêm em Y Sơn. Em ra ngoài đường người ta cũng nói gái chưa chồng mà hai đứa con, nhưng em không suy nghĩ một cái gì hết đó. Trong tâm em hạnh phúc lắm. Năm nay anh trai lớn Y Song 14 tuổi đã biết đỡ đần mẹ. Em trai nhỏ Y Sơn thì cáu kỉnh. Đó là động lực để Iben vượt qua mọi khó khăn. Con rất yêu mẹ, thương mẹ. Em cũng mong muốn là cho tất cả mọi người
biết đến. Thực sự em bé nó vô tội lắm. Nó cũng là một cái thiên thần nhỏ bé thôi, nó cũng được một lần sống. Mặc dù em không phải là người sinh ra các con, nhưng mà em thương các con nhiều lắm. Vâng thưa quý vị, tình yêu thương không lãng quên những đứa trẻ tội nghiệp. Giờ đây bé Pàng đã có một gia đình mới với đầy đủ tình yêu thương. Y Song và Y Sơn cũng đã có mẹ Y Ben che chở suốt những năm tháng tiếp theo của cuộc đời. Từ những người xa lạ không quen biết, giờ đây họ đã trở thành gia đình của nhau không bởi một lý do nào khác ngoài tình yêu thương. Hy vọng rằng những câu chuyện này sẽ mang đến nguồn cảm hứng tích cực, niềm tin yêu cuộc sống cho quý vị trong những ngày đầu năm. Còn bây giờ, để kết thúc tiêu điểm ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức ca khúc Đốm Lửa với sự thể hiện của mẹ Y Ben và hai người con của mình. Về đâu tìm mái ấm yêu sao quá xa, đứa mắt kia nhỏ nhòi từng đêm nào xót thương cho đứa bé không nhà. Đốm lửa hồng thắp lên tình thương và hãy tin vào tương lai sáng tươi, những trái tim hãy dang rộng tay để rộng tay để đón em tôi.